xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi để giải trí và để luyện trí não. Đó chính là trò chơi Brain Fire nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào trò chơi thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào level thứ nhất nha. Trò chơi này là nó sẽ thử thách chúng ta tìm những đồ vật đấy các bạn ạ. Wow, màn thứ nhất là người ta yêu cầu mình tìm một con vịt con. Wow, rất là dễ luôn các bạn ạ. Những màn đầu tiên rất là dễ luôn. Mình thấy ngay con vịt con ở trên lưng con vịt mẹ này. Ấn vào con vịt con. Wow. Qua màn một rồi, rất là dễ đúng không các bạn? Sẽ tiếp tục nha. Tìm một cái bánh kem của trái dâu tây này. Wow, nhìn những cái bánh kem này thật là ngon quá các bạn ơi, làm mình đói. Đây nhỉ. Đó. Ba nha. Nghe vào thứ ba là tìm quả cam. Ô, các bạn ơi, tìm quả cam thì trong những cái quả này là đây là có một chùm nho này, một quả táo này, một quả lê và một quả dưa hấu. Thế quả cam đâu? Mình có thấy quả cam đâu đâu? Ồ. Để xem mình có di chuyển được những cái quả này không nhá. Ồ, di chuyển được các bạn này. Ồ. Các bạn ơi, quả cam nó lấp ở đằng sau quả dưa hấu các bạn ạ. Wow, đây quả cam đây. Rất là vui luôn. Rồi, tiếp tục nhá. Wow. Tìm một chú vịt đang giơ cái cánh về bên phải. Ồ, nhưng đây là chú vịt đang giơ cánh về bên trái mà các bạn. Thế nếu mình quay chú vịt đấy được không? Và các bạn ơi, mình vuốt màn hình sang bên phải thì ở bên trái có một cái chú vịt đang giơ cánh về bên phải này các bạn. Vậy là đây chú vịt này. Wow, mình đã tìm được rồi các bạn ạ. Wow. Wow. Tiếp tục là lấy cái kẹo. Ồ, cái kẹo đây còn gì? Ồ, không được ạ. Hình như cái kẹo này nó đang nằm trong một cái túi bóng các bạn ạ. Bây giờ phải lấy cái kẹo ra ngoài. Dốc ngược cái túi bóng này lại. Không được các bạn ạ. Ở đây người ta cho mình một cái kim tiêm này. Ồ, cái hình như đây là cái bơm hơi các bạn ạ. Đây, mình sẽ lắp cái túi bóng vào miệng cái đồ bơm hơi là bơm lên và cho cái túi bóng vỡ ra, thế là mình lấy được kẹo đúng không các bạn? À, bơm nha. Boom. Wow, các bạn ơi, cái túi bóng nó đã vỡ và mình đã lấy được kẹo rồi nè. Hoan hô. Rồi mình sẽ sang màn tiếp theo. Để xem nào, tìm bông hoa các bạn ạ. Bông hoa thế thì mình bỏ lấy ra nè. Xong rồi thì có ông mặt trời nó chiếu vào cây đủ ánh sáng và nó sẽ lớn được một chút xíu. Ở đây mình có một cái lân này và một cái bình nước, vậy thì mình sẽ tưới lân cho cây. Wow, cây đã ra nụ rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tưới nước nha. Wow, vậy đã có bông hoa này này các bạn ơi, rất là tuyệt vời luôn. Và mẹo trồng hoa tiếp tục tiến lên. Rồi mình sẽ sang level tiếp theo. Quả chanh, tìm quả chanh ạ. Wow, khi mà mình quan sát ba cái cốc này thì quả chanh nó ở cái cốc ngoài cùng bên phải các bạn ạ. Mình ấn vào đây, có không được này. Thế mình phải dốc ngược lại. Cũng không được luôn các bạn ạ. Thế bây giờ mình thử bỏ cốc ra xem nào. Các bạn ơi, mình bỏ cái cốc ra và quả chanh nó đã rơi ra ngoài này. Thế là mình sẽ ấn vào quả chanh. Thế là mình đã tìm được quả chanh rồi nha các bạn ơi. Rất là vui luôn. Rồi, tiếp tục nha. Nghiêm túc một chút, bạn đánh giá mấy sao cho game này? Mấy sao cho game này ạ? Để mình xem nào. 100 sao đi. À, các bạn ơi, mình đánh giá 100 sao thì nó được cái bàn tay thích này các bạn ạ. Và mình sẽ tìm mấy bàn tay thích này. À, đây là đã qua rồi các bạn ơi. Rồi, mình sang level tiếp theo nha. Level 9, tìm đồng xu. Đồng xu ạ? Thế thì nếu tìm đồng xu thì mình dốc ngược thế này. Không được các bạn ơi. Hay là mình phải đập vỡ con lọ này ra nhỉ. Mình sẽ kết nhiều lần vào nó thế này. Không được luôn. Thường thì khi mình đập lọ thì mình sẽ lấy cái búa đập đúng không các bạn? Các bạn ơi, mình thử đưa cái con lọ này lên cao. Thế là nó rơi xuống và nó vỡ ra các bạn ạ. Vậy là mình đã tìm thấy một cái đồng xu rất là to ở trong con lợn luôn. Wow.
tìm cái mặt cười. Ồ, ở đây là có một cái mặt là đang hình như là đang bị ốm các bạn ạ. Một cái mặt không hài lòng lắm, một cái mặt đang quát thì phải, và một cái mặt hơn trái tim. Cái mặt cười ở đâu nhỉ? Cười ở đâu nhỉ? À các bạn ơi, mình nhìn cái mặt mà có vẻ không hài lòng này rất là giống mặt cười luôn. Thế thì mình sẽ... các bạn ơi, mình nghĩ ra rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cái miệng của cái mặt không hài lòng lắm này xuống. Thế là thành mặt cười đúng không các bạn? Rồi, mình sẽ kéo xuống này. Đó, thế là thành mặt cười rồi nha các bạn ơi. Wow, rất là vui luôn. Mình đã tìm được mặt cười rồi. Hoan hô. Tiếp tục nha. Tìm ra hai điểm khác nhau. Hai điểm khác nhau à? À, các bạn ơi, mình thấy rồi. Cái người bác sĩ nam này này, hay là cái bệnh nhân này này, là cái hình ảnh thứ nhất thì là ông ta không đút tay vào túi áo. Và đó, hình ảnh thứ hai là ông ta đút tay vào túi áo. Đây, mình sẽ ấn vào chỗ khác nhau này. Hello. Vậy là mình đã tìm được điểm thứ nhất rồi. Đến điểm thứ hai thì là... À các bạn ơi, đây rồi. Cái áo ở đằng sau cái ghế này này, áo đang để ở đằng trên cái ghế này này. Trong cái ảnh thứ nhất thì túi áo không có gì, còn ảnh thứ hai thì túi áo lại có một cái thẻ gì đó này các bạn. Đấy, wow, vậy là đã xong rồi này các bạn ơi. Vui quá. Mình sẽ sang lên vào tiếp theo. Kính của bà đâu? Kính của bà đâu nhỉ? Kính của bà, à đây, mình thấy có một hộp kính này các bạn. Mở ra xem nào. Ồ các bạn ơi, ở trong không có kính các bạn ạ. Mà mỗi khi mà người già cần kính thì là người ta sẽ đọc một thứ gì đó đúng không các bạn? Đây, mình thấy có một tờ báo trong con mèo này. Nhưng mà nó đã nằm đè lên rồi nên là mình không thể nào lấy được các bạn ạ. À, mình thấy đoạn đằng sau cái ghế có một cuộn len này. Mình sẽ kéo cuộn len ra cho con mèo chơi. Đó, vậy là mình đã lấy được tờ báo rồi nè. Đây. Wow, các bạn ơi, mình lấy tờ báo cho bà đọc một cái là bà đã lấy ngay kính ra đeo vào các bạn ạ. Đây, cái kính đây này. Hóa ra bà tự giấu kính. Giờ mình sẽ sang lại vào tiếp theo. Tìm ra đinh sắt. Ở đây người ta có một con zombie này. Và một cái kính lúp. Các bạn ơi, một cái kính rất là thần kỳ luôn. Nó xoay được hẳn ở bên trong của con zombie luôn các bạn ạ. Wow, mình thấy cả xương của nó luôn này. Đấy, kiểu như là một cái kính rất là thần kỳ luôn các bạn ơi. Wow, đây đinh sắt đây rồi các bạn ơi. Đinh sắt ở trong người con zombie này. Đó, ok. Mình sẽ xem leo vào tiếp theo. Kim cương ở đâu? Wow, các bạn ơi, một cái con búp bê này. Mình nhớ là con búp bê này có thể mở ra. Wow, và ở trong lại có con búp bê nhỏ hơn đúng không các bạn? Wow, cái con búp bê này ở đất nước nào nhỉ? Nếu các bạn biết thì hãy comment ở phía dưới video cho mình biết nha. Wow, mình sẽ mở con búp bê này ra. Ồ, không được các bạn ạ. Mình dùng hai tay xem nào. Wow, các bạn ơi, mình mở con búp bê ra thì ở bên trong không phải là búp bê nhỏ mà là kim cương các bạn ạ. Vậy là mình đã tìm được viên kim cương rồi. Ok. À, bạn còn nhớ cách mở búp bê Nga chứ? Thì ra là búp bê Nga các bạn, búp bê Nga. À, được rồi, mình sẽ tiếp tục nha. Tìm cái quả bóng này. Đây, ở đây nè. Ô, ui các bạn ơi, mình mở ba cái cốc lên đều không có các bạn ạ. À, các bạn ơi, mình thấy ở mũi chứa hề có một cái quả bóng rất là giống quả bóng mẫu luôn này. Wow, các bạn ơi, các bạn chơi này phải lưu ý nha. Wow, đầu tiên mình đã bị lừa các bạn ạ. Cái quả bóng này ở mũi chú hề nha, chứ không phải ở trong cái cốc. Rồi mình sẽ tiếp tục. Chú heo màu hồng ở đâu? Chú heo màu hồng ở đâu ạ? Chú heo màu hồng. Đây đều là ba cái thùng sơn. Một thùng sơn xanh nước biển, một thùng sơn màu vàng và một thùng sơn màu đỏ. Thế thì nếu nhuộm cho chú heo này thì lại không phải là chú heo màu hồng rồi. Mà trộn màu lại cũng không được luôn các bạn ạ. Mình xem hình mẫu nào. Ồ, hình mẫu là chú heo màu hồng đang rất là khó chịu. Lấy tay ôm mũi. Thế thì mình sẽ bịt mũi chú heo màu hồng lại nhá. Để xem bịt mũi lại thì chú heo màu hồng nó sẽ rất là khó thở. Và người sẽ hồng rực lên luôn. Để mình xem có đúng không nhá. Các bạn ơi, đúng rồi này. Chú heo bị khó thở cho nên là trở nên hồng rực luôn các bạn ạ. Mình sẽ tìm được chú heo màu hồng rồi. Hoan hô. Wow. Tiếp tục. Bạn thích nhìn thấy khu
bạn trai thích nhìn thấy phụ nữ đẹp. Wow, cái anh bạn trai này rất là xấu tính luôn, có bạn gái rồi mà còn đi nhìn người khác này các bạn ơi. Bây giờ thì tìm trái tim tan vỡ à? Tìm trái tim tan vỡ thì ở đây cùng ông mặt trời. À đúng rồi các bạn ạ, mình nghĩ là cái cô gái đẹp này nhỡ trang điểm nhiều quá thì sao nhỉ? Mình sẽ cho thử ông mặt trời lại gần xem cái lớp trang điểm nó có chảy ra không nhá. Ô, oh, con này bạn, các bạn ơi. Cái cô gái đẹp này, cái lớp trang điểm chảy ra là thành một người đàn ông còn có cả râu luôn các bạn ạ. Vậy là phe người bạn trai xấu tính này đã tan nát trái tim rồi. Đây, trái tim tan vỡ đây. Ồ, kéo mặt trời ra và lấy trái tim. Các bạn ơi, rất là tuyệt vời luôn. Vậy là cái người bạn trai đấy đã bị trừng trị một bài học rất là thích đáng luôn. Chơi cùng mèo nào, chơi cùng mèo nào, tìm cuộn cuộn len. Ồ, thế để xem là nhỡ con mèo nó giấu cuộn len ở đằng sau lưng nó thì sao. Di chuyển con mèo này. Wow, các bạn ơi, công nhận cuộn len ở đằng sau mèo nhưng mà một ngón tay của mình không thể nào di chuyển được. Thế con mèo này mình nhìn rất là mập mạp luôn. Thế thì mình sẽ dùng thử hai ngón tay nhá, xem có nhân được không. Ý, wow các bạn ơi, chú mèo mập mạp thì phải dùng hai ngón tay để nâng các bạn ạ. Wow, vậy là bạn lấy được cuộn len rồi. Hoan hô. Bây giờ mình sẽ sang mạng tiếp theo. Đỉnh cao nhất thế giới là... Wow, các bạn ơi, các bạn có biết đỉnh núi cao nhất thế giới là đỉnh núi nào không? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn theo mình được học thì đỉnh núi cao nhất thế giới là đỉnh Everest. Ê, mình sẽ chọn đỉnh Everest. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Ai đồng ý thì hãy comment ở phía dưới cho mình nha. Mình sẽ tiếp tục. Mẹ của đứa chị là ai? Mẹ của đứa chị à? Trong ba cái người này thì mình thấy người đầu tiên là có cái bình sữa cho đứa trẻ bú này thì chắc chắn là người đầu tiên rồi các bạn ạ. Người đầu tiên này. Đó. Vậy là mình đã chơi hết 20 màn đầu tiên của trò chơi Brain Fight rồi và mình thấy cũng đã mỏi mắt rồi. Cho nên mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký thành viên để ủng hộ video của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt.